Giờ thì càng ngày càng thấy càng đông người hơn rồi cả nhà. Rất nhiều người để lên để chăm sóc mộ mã người thân của mình và tiến hành lễ cúng như là heo quay này nọ, thấy chớ lên rất là nhiều. Nó cũng không có thua gì ở nghĩa trang Triều Châu ở Bình Dương mình đi đâu. Khá là đông bà con ở đây, khá là đông. Để mình đi sẽ dạo dạo đây một xíu nữa để lấy thêm một số ít hình ảnh để gửi đến những người ở xa, những người không trở về quê hương, nhất là bà con Hoa Kiều thì có thể thấy được hình ảnh này. Thì khi đi tảo mộ, bà con người Hoa cũng chuẩn bị rất nhiều vật phẩm. Như mình thấy cũng là có heo quay, gà, dược bánh, trái, có cả cọng hành nữa. Ủa em ơi, em cho anh hỏi cái cọng hành đó là mình cúng là tượng trưng cái gì em hả? Cô chào chú. Nó không có tượng trưng cái gì đâu, nhưng mà ý là thường là gần Tết đó nó cũng là hay có cái cọng hành đó, nó có cái ý nghĩa gì đó, giống như là lúc nào cũng xanh tốt hay cái gì đó, cũng tươi tốt ha. Chứ không biết nữa. Để hỏi chú thử coi, cái chú có thể biết. Chú ơi, chú cho cháu hỏi là cái cọng hành mình á, mình khi mình cúng mình trưng gì là có ý nghĩa gì chú ha? Thì cái luồn nó vậy mà. Dạ, ý là mình theo cái phong tục của mình thôi ha. Cũng vậy mà. Dạ. Chứ còn ý nghĩa về người sau thì là gần như là mình không nghĩa không. Là tổ tiên thì cái gì cũng có. Dạ. Là nó có, là nếu như là xanh xanh tốt, cái gì cũng tốt á. Cái này anh review lên cái gì? Anh review lên YouTube. YouTube hả? Tại vì cũng có một số người á, họ cúng sớm rồi, nếu không là nếu mà cúng cùng một ngày á là rất là đông. Tại vì bây giờ là họ cũng ý là chia ngày ra cúng. Có khi là thứ bảy chủ nhật á, con cháu người ta ở đâu về, xa về á, người ta cũng bớt phần rồi. Thành ra là tới ngày là cũng không có đông mấy. Ở trong đó mỗi năm anh cũng đi quay như là ở nghĩa trang Triều Châu, Bình Dương hoặc là ở thành phố đồ á, là bà con người Hoa tập trung rất là đông. Đúng rồi. Nếu mà cùng một ngày á, nói chính xác là ngày Thanh Minh á, thì rất là đông. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cũng vì công việc này nọ kia, là có khi người ta con cháu người ta đã về trùng hợp là như vậy, là người ta cũng đi cúng trước chứ không có đợi cùng ngày nữa, thành ra bây giờ là nó không có được đông mấy. Cũng may là hôm nay cũng ngày dầm em ha, chúng ngày dầm thấy cũng hay, và năm dùng mà chúng ngày dầm luôn, đi lượn ngày này thấy cũng hay thật nhá. Đây mình chuẩn bị cũng nhiều đồ ha, quần áo, giày dép. Rồi, nói chung là ở trên đây mình xài cái gì thì mua xuống dưới cái đó. Giống như mấy cái giọng nè cho mấy người già họ nằm. Trời, có giá giọng luôn. Giá giọng nè, giọng nè. Rồi. Bây giờ họ hiện đại lắm, cái gì cũng làm được hết. Mấy quạt nữa nè, có mấy quạt nữa. Cái nón đầy đủ luôn ha. Nón lá nè. Nón lá để dành cho bà hả? Cái này là nón cho ông nội. Ghế massage nữa nè. Trời đất. Ghế massage nè. Dù điện đâu sai. Ai biết là chỉ có chạy bằng quyền. Chứ ở đây người ta họ bán cái gì thì mình mua cái đó thôi. Có biết là xài hay không xài. Đây có nút điều khiển luôn nè. Làm y chang luôn đó. Dù điện đâu xài chứ. Rất là hay. Người họ rất là thông minh.
Nói chứ về phong tục cúng kính là bà con người Hoa đa dạng lắm, rất là phong phú. Đúng rồi. Cái này là em đi mua ở đâu? Cái này là ở chỗ mấy tiệm bán giấy vàng mã, họ có bán hết anh à. Ở Sài Gòn họ gửi về nè. À, cái này chỉ có lấy Sài Gòn thôi chứ mình đâu có ở đâu. Đây cũng có người có làm luôn hả? Cũng có. Làm luôn. Rồi quần áo cái đầy đủ rồi chưa? Đó, áo mấy cái quần đầy dép. Quần áo nè. Gọi là sống sao mất gì luôn á em ha. Đúng rồi, là tiền vàng cục vàng tỏi tiền đi gì cũng có. Ông bà xài năm nay là thoải mái luôn. Đúng rồi, một năm này cũng hai lần mà. À. Dù trước Tết đồ là mình có đi dãy mùa dãy mã không hay là trước đợi thanh minh? Trước Tết là thường là Tết là người Kinh họ đi cúng. À. Chú anh là người ngày 24, 25, 26. Đúng rồi, đúng. Là cuối năm. Đúng rồi. Là Tết là họ cúng. À. Còn bên người Nùng không có. À. Một năm là ngày thanh minh với tháng 9. À. Ngày họ kêu bằng thù viền á. À. Tháng 9 là gồm ngày, 3 ngày. Gọi là Tết Trùng Dương cái gì? Đúng rồi, đúng rồi. Tết Trùng Dương. Mùng 9, 19, 29 là 3 ngày đó mình đi cúng. Là tháng 9. Đông lắm, cái ngày đó anh có quay ở Lái Thiêu ở trong đó, đông dữ lắm. Nay lượm thiếu đồ nữa rồi. Gì mà còn thiếu nữa hả? Thiếu giấy. Giấy gì? Thiếu giấy bạc, vàng bạc á, ông xã về lấy thôi. À. Cái này là phải có kèm giấy vàng bạc xong mới để này lên được. À. Nói chung ở đây nắng quá. Nè. Cái này là ba mẹ. Làm máy hết rồi thêm. Nhà mộ mà làm máy y như nhà. Quá chơi đồ luôn. Sao ông bà xài chưa hết đây? Để ở trên mình có gì em xuống trong bà cái đó thôi. Chứ đâu biết là xài hết. Ủa xài lâu nó cũ nó cũng hư. Năm sau có tiếp. Đúng rồi. Giống như mình trên đây xài không vậy? Xài lâu không biết. Đây là điện nữa. Wow, mấy quạt nó chứ vừa điện đâu là ông bà cắm đây. Ở dưới nó có điện ở dưới. Thôi mình không mua một cái quạt tay á. Một cái quạt cháy mà quạt gì nè. Đấy. Cái quạt giấy đó ừ. Thấy người xưa người ta hay xài quạt đó đó. Đúng rồi, cái quạt tay á. Đúng rồi. Bây giờ hiện đại nó cũng làm. Anh sợ dưới không có điện rồi. Quá chơi đồ. Làm đôi hài cũng giống như thiệt luôn nè. Như vậy như thật luôn. Thiệt luôn á. Dạ. Màu đen rồi đôi dép của bà cũng vậy. Hay thiệt á. Y hệt. Y hệt luôn. Yeah. Làm khéo quá hả? Ừ. Đến tay. Năm bữa nay là mấy ngày này là mấy bán chạy. Ừ. Thôi anh Cứng, cảm ơn em nhiều nha. Dạ, con cảm ơn. Ừ, dạ. Anh đi quay mỗi chỗ mỗi nơi để quay chỗ này chút chỗ kia chút cho người ta thấy. Rồi anh cảm ơn em nhiều nha. Người ta cất ngựa đẹp lắm. Thôi anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ không, cháu đi quay không à? Dạ. Quay chủ yếu cho bà con ví dụ ở xa người ta không về được, ta thấy, ta sẽ. Dạ. Dạ. Anh Công. Thì bây giờ vô là buổi trưa, càng ngày càng nhiều hơn rồi. Bà con vô càng ngày càng đông, như phía dãy bên kia là rất là đông luôn cả nhà, đông lắm. Mình sẽ quay mỗi nơi một chút xíu để gửi một chút xíu hình ảnh. Gọi là, dạ, chào chị. Cho những bà con họ kiều ở xa có thể nhìn, thấy gì đó về quê hương của mình. Đặc biệt hơn là ở sông Mau, tỉnh Bình Thuận nha. Chào, con chào bà. Bà cúng xong hả bà? Còn bên kia hả? Dạ. Chắc cứ ai không à? Ngồi xuống chỗ đây cho mát các bạn à. Rồi đây nắng rồi. Ở đây thấy anh chị đây cũng rất là tươm tất. Và phía bên kia càng ngày càng nhiều hơn. Sắm lễ lộc cũng rất là lớn. Có nhiều nơi là có nhiều gia đình mà khá giả hơn thì có thể là sắm là đem xe ba gác luôn á. Phải nói là khi là đem cả xe ba gác để đi chợ luôn.
là như cái gia đình ở đây mình sẽ tới một xíu nha, tại vì mình còn quay hai bên lực, một bên để mà lấy hai cốt nữa, nên mình phải chia thời gian nên quay cũng rất là khó khăn. Dạ con chào cô. Dạ. Cái này mình mua ở đâu về mà có xe ô tô luôn cô hả? Người có, dưới cũng có. Dạ. Là người sống sao người mất gì ha? Như là người quảng cáo hả? Trời. Dạ. Quảng cáo hả? Dạ. Đây nè, con nè. Con nè. Hai chiếc luôn. 50 ngàn một con một chiếc xe. Dạ. Tên mình á con bà cô á. Dạ. Ở đây thì tại diễn nè, tùy kiểu là diễn quay phim này quảng cáo nè, nếu thì tại cái người gặp mặt mà cái kia quay nè, cái gặp mặt mà cái kia quay nè, quay anh đánh đâu mà, cái này quảng cáo nè, dạ. Quảng cáo nè, thân minh nè, vui quá nè, vậy, ở đây thì cô đây sắm sửa cũng rất là nhiều. Rất là nhiều đồ của người Hoa. Dạ. Thân minh. Quần áo rồi giày dép. Phong tục của người Hoa. Ở đây thì có cô với hai chị để sắp xếp giấy tiền vàng bạc để lát nữa làm lễ cúng. Thấy gia đình này đem rất là nhiều đồ luôn, cô chú ấy đem rất là nhiều. Phải nói khi đi quay được không gì, mình thấy bà con người Hoa rất là vui cả nha. Khi mà tới hỏi thăm đồ, thấy bà con rất là nồng nhiệt luôn và rất là vui vẻ. Nè, dạ. Cô nhà này. Chào anh. Cái này quảng cáo à? Cái này quay video hả? Dạ. Nè, con heo nè, cái gì cũng có nè. Dạ. Dạ mình cũng lớn quá cô ha. Lớn cái heo quay này, cái này, cái tiệm này lớn quá. Dạ. Lớn quá, cái con heo này 400 mấy rồi. Dạ. 4 triệu mấy, hôm nay 400 mấy. 4 triệu mấy rồi, cái này 50. Cái này là mình đang cả 100. Dạ, mình đang cúng. 100 á. Dạ. Trăm mấy con á. Hai mấy gì ta màu? Hai trăm mấy con. Trăm mấy con cả. Cái này mình đang cúng thổ công thổ địa trước anh ha. Đúng rồi. Dạ, cúng xong. Cái này trước. Dạ. Cúng này cho ông cô bà cô mới được ăn. Dạ. Cúng xong là mình dọn ra lại. Dạ. Cho giống như cái này ông già trước. Mới đây bên này. Dạ. À, thì sau đó thì mọi người thấy là một số phong tục của người Hoa là rất là tôn trọng ở thổ công thổ địa, tại vì mình quay mình cũng rất nhiều lần, và tới đây thì mọi người cũng đã thấy một hình ảnh là khi cúng ở cái nơi thổ công thổ địa trước, giống như là lễ chào giao mắt trước, rồi mới cúng cho người thân của mình. Đó là một cái quy định gần như là giống như bắt buộc của người Hoa vậy. Và đồ ăn sẽ dọn tới từ về sau tới trước để cúng lại. Rồi bà con là dọn từ về sau tới lại để cúng lại cho người thân. Đó, qua đó thì mọi người cũng đã biết rồi. Mình đi thì mình chủ yếu là thu quay lại và một góc nhìn nó thực hơn trong phong tục tập quán của từng nơi, từng vùng miền. Chào chị. Ở đâu tới mà anh quay mấy cái live chị mấy cái này? Dạ, con ở Bình Dương. Bình Dương hả? Dạ. Bình Dương đang live mấy cái này. Dạ. Bình Dương công ty Phú à. Dạ.
nay chị mấy cái mã cho mấy người coi hả? Dạ. À, cho đó nhiều người biết hơn. Dạ. Dạ. Trong đó con cũng quay nhiều nơi bà con người Hoa trong đó, như là nghĩa trang Lái Thiêu, nghĩa trang Triều Châu, nghĩa trang Phước Kiến đó. Dạ. Lần cho mấy người coi hả? Dạ, cho ví dụ như bà con Hoa Kiều hoặc là ở nước ngoài được, hay là ấy ta có thể nhìn lại nhớ nhớ quê hương về cái ngày thanh minh. Dạ. Dạ, cho cảm ơn. Dạ. Dạ dạ. Thì giờ mình sẽ quay trở lại cái bên khác để quay video về lấy cái phần gọi là lấy hài cốt, tại vì bên kia đang đào, mình phải tranh thủ thời gian đi qua gọi là hai bên luôn để qua lại. Cái ngày này là ngày bà con người ta ta dậy mồ mả ông bà và cúng kính, và giống như ngày Tết của người đã khuất cả nhà, cũng rất là tươm tất về những cái lễ vật như là gà, heo quay, heo chịt, rồi những cái đồ vàng mã giống như là thật luôn. Như là lúc nãy mình có quay một nơi là có vịt nè, ủa có giá võng nè, ghế massage nè, rồi còn nhiều cái khác nữa. Thì cái video này mình cũng ghi lại một xíu thôi. Cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều.